có hay ngồi ôm đàn hát tình ca, anh có còn nhớ những con đường mùa thay lá, đừng ở cuối đường mà mắt vẫn chân xa. Mắt lá lông kêu hồi trời ấm thật bình yên, lòng anh chờ tới thương quê nhà mình quá đỗi, áo trong đấu thừa để trong dệt nhiệt mềm. Sài Gòn bây giờ đã thay tên, cũng giống như em đổi họ năm nào. Sài Gòn núi tiền, dấu trong tim chỉ biết thương nhau bằng đôi mắt mình. Bây giờ biết hôm nay hỏi sáng hôm sau hỏi lại ở đâu, sai con quên dần bước chân siêu và cũng vui nhau tụ cười giật chúng xa xăm. Tặng gửi về cho anh món quà nhỏ, để như hương đồng năm nào cũng hơi quen. Em đâu có biết thứ anh biết thật chân tình là kể oan. Tôi biết rồi, anh không muốn người đi xa. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 2018
và nay chúng tôi chuẩn bị đi chùa Hương, và là một trong những ngôi chùa cổ kính và nổi tiếng tại ngoài Bắc. Và nói sơ về chùa Hương. Chùa Hương là cách nói nhân gian. Trên thực tế, chùa Hương hay Hương Sơn là cả một quần thể văn hóa tôn giáo Việt Nam, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật và ngôi đền thờ thần. Các ngôi đền thờ tín ngưỡng nông nghiệp. Trung tâm chùa Hương nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nằm ven bờ phải sông Đái. Trung tâm của cụm đền chùa tại vùng này chính là chùa Hương, nằm trong động Hương Tích, hay còn gọi là chùa Trong. Trước khi đến chùa Hương, chúng tôi phải đi những con xuồng nhỏ như vậy để đi đến chùa Hương. Và đây là cơ hội để đi thăm lại và nhớ lại những cái con sông mà chúng tôi ở miền Tây thường hay đi những chiếc ghe. Và trên con đường chùa Hương này, vì là khu du lịch nên không có cho chạy máy tàu vì sợ nhiễm khói dầu, và không dùng máy dầu vì sợ ở phía dưới những con cá, những cái thủy vật sống. Hôm nay em đi chùa Hương, qua cổng tôi tới xưa, chào thầy mẹ em ở trong soi gương. Nhỏ nhỏ cái đuôi ta xa, em nhớ cái phải yên cao. Quân lệnh áo the mới, tay em cầm chiếc nón hài hào, chân em đi múa cao cao. Em còn đi qua đồng ruộng, mọi người ngắm nhìn em thẹn thùng, em không nói Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà. Em còn em còn bé lắm các anh chị ơi. Ông chị chát này, ông nhớ con em còn bé lắm, đâu có con nào khác nữa. Không có nhớ con cậu em còn bé lắm. Anh Khải, anh Khải, cái tuổi em lớn nè, em còn bé lắm nha. Ok, cái gì đó, lên đi lễ xuân đầu năm hả? Xuân đầu năm. Wow, wow. Một năm mới tơ tầm, trong năm mới nhiều ước mong chờ mong, mây nhiều tuổi ít ngóng trông, quê hùng bao đỏ đủ hồng. Ta cùng nhau đón vì chùa Hương là một quần thể có rất là nhiều chùa, nên trên đoạn đường đi chúng tôi phải ghé từng bến, bến đò này qua bến đò kia. Và đây là bến đò đầu tiên để đi một trong những ngôi chùa Hương. Đây còn gọi là quần thể của các ngôi chùa. Giờ nói về lịch sử của các ngôi chùa Hương. Ngôi chùa được xây dựng với quy mô chính vào trong khoảng thế kỷ 17, sau đó bị hủy hoại trong kháng chiến chống Pháp năm 1947, sau đó được phục dựng lại năm 1988 do Thượng tọa Thích Viên Thành
dưới sự chỉ dạy của cố hòa thượng Thích Thanh Chân. Theo cuốn Hương Sơn Thiên Trù Thiền Phả, một vị hòa thượng được lệnh của chùa Trịnh sau khi đi tuần thứ xác định địa điểm và cho xây dựng chùa Hương Tích ở Hà Nội từ đời Lê Quy Tông dưới niên hiệu Chính Hòa từ 1680 đến 1704. Trong khi theo sách Hương Sơn Báo Quyển, chùa Hương ở Hà Tĩnh là một động cao và khuất, thường có mây mù bao phủ. Vậy vì sao lại có thêm một chùa Hương phiên bản ở phía Bắc? Câu trả lời là vào thời Lê Trịnh, các vua Lê, chúa Trịnh phần lớn có quê ở xứ Thanh, nên các phi tần mỹ nữ đa số được chọn tuyển ở miền Quan Châu. Hàng năm các cung phi cung nữ Thanh Nghệ tỉnh thường chảy hội chùa Hương trên núi Hồng Lĩnh vào ngày 18 tháng 2 âm lịch bằng đường thủy qua cửa hội thống. Mỗi lần những người đẹp đi xa như vậy khiến chúa Trịnh rất phân vân. Tuy đã bố trí lính vệ phục dịch dọc đường, do đó chúa Trịnh mới gọi một vị hòa thượng xác định địa điểm ở miền rừng núi Hà Sơn Bình để xây dựng chùa Hương Tích thứ hai mà thờ vọng để các người đẹp đi trải hội gần hơn. Thì đây là một trong những ngôi chùa Hương. Và hồi hướng cho tất cả đàn tín thí cái chủ quan gia thân quyến thuộc bà con nhiều đời quán thù nhiều kiếp thiện ác trí thức pháp lữ đồng tu và tam quyến thuộc có giới chúng sanh hộ pháp thiện thần và lam thánh chúng ma vương quỷ vương cầu mong giải thoát. Em giỏi lắm à. Không có, mình còn tiếp tục lên xa lắm mà. Cái này là đình. Để mình để dành tiền bên chùa đi. Lên tới chùa trên cao nữa, mình còn nhiều chùa lắm, rất là nhiều chùa. Thôi đi ra đây. Em phức tay. Rồi. Wow, nhung này là bà chị vô chụp cho. Vô chụp vô thành rút luôn đi. Vô rút lẹ lên, để rút lẹ lên. Rồi. Chúng ta mình bay ra. Dạ chụp cũng được đó, bây giờ ra đây rồi. Nếu chụp xong thì được. Đường đi không có lối về. Người thương tiếng thi ghi nhớ tổ tường đời con thành đồng sám hối tu thân con lấy xa tội lỗi buồn làm bao điều tốt lành cho đời nở hoa từ bi. Mời người thương chư Phật cùng bao chúng sanh các nguyện thành tâm sám hối xa rời vùng tối đam mê nương thân tự Phật đường đi nay có lối về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kính lại Đức Thần Thích Ca. Con xin chân tay thân ngồi đèn Phật A Di Đà. Mẹ con đầy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng, mang nặng tội oán thân si mê lầm lạc. Đường đi không có lối về. Ngày nay anh chư Phật mười phương chứng chi ghi nhớ tỏ tường đời con thành tâm sám hối. Tốt lành cho đời nở hoa từ bi. Ôi vui sướng đây rất sạch oan nghiệp cha vai. Con xin chấp tay khấn nguyện mười phương chư Phật cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời vùng tối đam mê nên thân thưa Phật. Đường đi này có lối về, cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời vùng tối u mê nên thân thưa Phật. Đường đi này có lối về. Bao thương cô
mắt có gì đâu, hát bài gì đúng không ạ? Tại sao lại lấy ngày này? Bởi vì sau một cái dịp Tết, sau những ngày Tết người ta nghỉ ngơi á, thì bắt đầu mùng 6 là con người ta đi làm. Ngày nay cũng lấy mùng 6 làm ngày bắt đầu của một kỳ đi làm mới. Thì xưa kia ở đây cũng vậy, người dân lấy cái ngày mùng 6 này là ngày bắt đầu đi vào làm đồng, làm nương, làm rẫy, làm ở trong núi này. Ngày gọi là ngày khai hội mở cửa rừng. Chính vì vậy mà sau này có cái hội chùa Hương, người ta lấy luôn cái ngày đó là ngày khai hội chùa Hương. Thế còn ngày chính hội là ngày nào? Ngày chính hội thưa quý vị là ngày 19 tháng 2 âm lịch hàng năm. Đây là ngày vía Phật Đản Bồ Tát Quan Thế Âm đản sinh. Dạ, là ngày 19 tháng 2, đây mới là ngày chính hội. Đó quý vị, là chú Hương nó là như vậy. Dạ. Thì ngoài cái việc mà nhớ quý vị, ngày hôm nay nhà mình đi tham quan ở trong cái tuyến này ra, thì thưa quý vị rằng là tổng ở chùa Hương có 18 đền chùa hang động khác nhau, nằm trải dài trên 4 tuyến. Và để đi hết được 18 hang động đền chùa này, quý vị phải đi mất 3 ngày. Còn ngày nay có sự hỗ trợ của cáp treo rồi, để đi hết được quý vị cũng phải đi tầm hết 2 ngày mới hết được chùa Hương. Cái tuyến chính mà nhà mình vừa đi vào đây ạ, người ta gọi là cái suối Yến, dài 4 km, tổng chiều dài của nó là 7 km, nhưng mà để phục vụ du lịch và khách du lịch đi chỉ có 4 km mà thôi, từ bến ngoài vào bến trong. Vâng, còn lại 3 km ở phía trong nữa nó đi sâu vào trong núi, nhưng chúng ta không đi cái đường đấy, 3 km đó là bỏ cho dân người ta đi thôi, chỉ có 4 km ở đây thôi quý vị. Và từ ở ngoài vào thì quý vị thấy rằng nó sẽ ra hai cái đường khác nhau, mỗi một đường này lại vào những cái tuyến hang động chùa khác nhau. Đó, nên là ở đây người ta nói rằng là nó giống như cái xương cá để tách ra như thế thì phải mất đi ba mất là 3 ngày. Ở đây người ta gọi là chùa Hương không chỉ một ngôi chùa,
như tôi có nói đúng không ạ, 18 hang động đền chùa khác nhau. Còn chùa Hương là chỉ để cái khu vực xác định cái vị trí trên bản đồ địa lý mà thôi. Là cái ngôi chùa ở cái khu vực xã Hương Sơn thì người ta gọi là chùa Hương. Và ở đây cái quan trọng là cái tuyến chính và cái động chính ngày hôm nay đoàn nhà mình đi á quý vị, thì đó là cái động Hương Tích. Hương Tích tức là cái dấu tích của nhà Phật còn lưu truyền lại. Vì tương truyền đây từ thế kỷ thứ 3 là nơi mà công chúa thứ 3 là công chúa Diệu Thiện đã tu hành đắc đạo và trở thành Phật Bà Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay. Vì vậy mà đây là gì? Nơi cái dấu tích, cái hương thơm của nhà Phật còn lưu truyền lại tại như đây này. Và vào trong kia thì Tuấn có sẽ chia sẻ và nói sâu hơn về cái nghiệp tu hành của bà, cái sự việc tu hành của bà tại đây. Thế còn chùa Hương này có từ bao giờ thưa quý vị? Cái chùa Hương này nó là cái hang động có từ cách đây khoảng hơn 700 triệu năm rồi. Xưa kia cái vùng này hơn 700 triệu năm là cái vùng mà nó ngập sâu trong lòng đá. Đây là cái sự kiến tạo của tất cả các địa tầng trái đất mà về hang động đá vôi tại Việt Nam. Đây là kiến tạo chung. Từ nó ngập sâu trong lòng nước biển xói mòn, rồi sự nâng lên hạ xuống của vỏ địa tầng trái đất kiến tạo trong 700 triệu năm nó mới tạo ra được những cái hang động đá vôi ở Việt Nam, chung là như vậy. Thì chùa Hương cũng nằm trong cái quy luật đó. Đó, đây là cái về mặt tự nhiên. Thế còn lại về mặt con người thì từ cuối thế kỷ thứ 17 năm 1647 quý vị, thì là Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm đã đến đây để du ngoạn cái cảnh quan nơi đây, và ông đã phát hiện ra được cái hang động Hương Tích này. Rồi liền sau đó đến năm 1774 thì có rất nhiều các hòa thượng lần lượt nối tiếp nhau đến lập những cái thảo am để tu hành tại nơi đây, và dần dần xây dựng lên được một cái khu vực, đó chính là khu vực chùa Thiên Trù và động Hương Tích như ngày nay, để xây dựng ra hai cái ngôi chùa. Một là chùa Thiên Trù hay người ta gọi là chùa ngoài, và trong chùa hang động Hương Tích người ta gọi là chùa trong. Mặc dù là cái hang động nhưng người ta xây dựng cái hệ thống thờ tự Phật theo cái triển phái là triển phái Bắc Tông, vì vậy mà người ta gọi đó cũng là một ngôi chùa. Thì hai ngôi chùa chính là chùa Thiên Trù và chùa Hương Tích. Thì lần lượt ngày hôm nay nhà mình sẽ đi tham quan. Còn thưa quý vị rằng hiện tại nhà mình đang đến một cái núi đá mà rất là nổi tiếng trên cái suối Yến và chùa Hương ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là cái núi đá này gọi là núi Voi Phục. Toàn bộ cái quả núi bên tay trái của quý vị, đây là quả núi Voi Phục, cả một con voi. Nhà mình cũng vui lòng quay lại nhìn sang bên tay trái, bởi bên tay trái một chút xíu, cái đỉnh cao nhất đó, đấy là đầu con voi. Đó, trải xuôi xuống dưới bên này, đây là cái mông của nó. Mình hay gọi vui là cái phao câu. Quý vị. Đó. Thì ở chùa Hương này người ta tương truyền là gì? Có 100 ngọn núi tượng trưng cho 100 con voi hướng quay đầu tất cả vào chùa Hương. Nhà mình có thể nhìn thấy tất cả những ngọn núi khác đều hướng quay vào đất Phật. Nhưng riêng cái con voi này nó lại là con voi đầu đàn, và nó là con voi cái thì nó lại quay ra. Đó. Bởi vì tại sao nó như thế? Bởi vì quý vị nhìn lại cái núi bên tay sâu hẳn sau lưng nhà mình một chút xíu ạ. Đây giống như một con voi nhỏ, thì con voi cái này là con voi mẹ quay ra để nó chăm con voi con của nó. Nhưng vô tình là khi nó quay ra như thế thì cái đuôi của nó, cái phao câu của nó lại quay vô trong đất Phật. Hội chùa Hương hay trảy hội chùa Hương là một lễ hội của Việt Nam nằm ở Mỹ Đức, Hà Nội, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 65 km. Hành trình về với khu thắng cảnh Hương Sơn được xem hành trình về một miền đất Phật, nơi Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hiện tu hành. Cùng với lễ hội Yên Tử ở Quảng Ninh, lễ hội chùa Bái Đính ở Ninh Bình, lễ hội chùa Hương mỗi năm đón hàng triệu lượt người về đây du xuân vãng cảnh chùa và cầu cho một năm mới với nhiều điều may mắn hạnh phúc. Nét thanh tịnh của miền đất Phật đã tạo cho con người, cảnh Phật hòa lẫn vào không gian khi vào hội. Đường vào chùa Hương tấp nập, vào ra hàng trăm thuyền, cộng thú vui ngồi thuyền, vãng cảnh lạc vào non tiên cõi Phật. Nhẹ nhàng thả hồn mình trôi nhẹ theo mái chèo qua dòng suối Yên trong xanh. Hai bên bờ cây cối xanh tươi, đầu hạ thì hoa gạo nở đỏ rực như những đốm lửa. Mùa thu suối Yến ngập tràn sắc tím của hoa súng. Mùa xuân thì hoa ban, hoa mận nở trắng trên các triền núi. Cảm giác đó thật tuyệt vời mà chỉ đến với chùa Hương bạn mới cảm nhận được. Muốn đi chùa Hương
thì sau khi mà được đi qua một đoạn thuyền ngắn là phải mua vé để đi lên cáp treo. Và cái đoạn đường chúng ta thấy vậy chứ nó là dốc, nó dốc là lên cao, thành ra đi nó cũng hơi mệt, nó dốc kéo cao nên quý vị thấy chống gậy là vì lý do đó như vậy. Nhưng có nhiều người chỉ cách đi mà với cái dốc như vậy thì tốt nhất là đi cái lưng quay ngược lại, tức là đi lui bằng lưng, đi tới bằng lưng thì cái cảm giác nó sẽ mạnh chân hơn. Nếu mà mình cứ đi lấy cái mặt đi trước thì như vậy nó yếu hơn. Thì các bạn thử đi dốc thì quay lưng đi về phía trước thì cái con đường đi nó đỡ chân, đỡ mỏi. Xin đọc tiếp về ngôi chùa Hương. Khi quý vị trên con đường chùa Hương thì hai bên các cửa hàng buôn bán tấp nập nhiều các loại ngũ những loại rau quả rừng, những loại là nhiều vị thuốc rất tốt. Xin nói tiếp, lễ hội chùa Hương kéo dài khoảng 3 tháng từ mùng 6 tháng Giêng cho đến hết tháng 3 âm lịch. Đây cũng được coi là lễ hội dài nhất của nước. Hành trình tham quan chùa Hương gồm 3 tuyến chính: tuyến Hương Tích, Tuyết Sơn và Long Vân. Trong đó tuyến chính là Hương Tích, nơi có chùa Hương Tích trên đỉnh núi. Sau khoảng thời gian khoảng 2 tiếng ngồi trên thuyền, bạn sẽ bắt đầu hành trình leo núi để đến với chùa Trò, là chùa Thiên Trù. Chùa nằm không xa bến Trò, nơi khách hành hương đi ngược suối Yếm từ bến Đục vào chùa thì xuống đò ở đấy mà lên bộ. Tam quan chùa được cất trên 3 khoảng sân rộng lát gạch. Sân thứ 3 dựng tháp chuông ở 3 tầng mái. Đây là một công trình cổ, dáng dấp độc đáo vì lộ hai đầu hồi tam giác trên tầng cao nhất. Tháp chuông này nguyên thủy của chùa làng Cao Mật, tỉnh Hà Đông. Năm 1980 được di chuyển về chùa Hương làm tháp chuông. Chùa chính là chùa Hương Tích, có thể coi đây là một ngôi chùa thiên tạo vì vốn dĩ chùa là một hang động đá thiên nhiên. Ở lối xuống hang có cổng lớn, tráng cổng ghi 4 chữ Hương Tích Động Môn. Qua cổng là con dốc dài, lối đi xây thành 120 bậc lát đá. Vách động có 5 chữ Hán là Nam Thiên Đệ Nhất Động, do chúa Trịnh Sâm khắc vào năm 1770 trong dịp đến thăm nơi đây. Trong hang động có nhiều nhũ đá tạo nên những hình thù rất gần gũi và ý nghĩa đối với cuộc sống con người. Chùa nổi tiếng linh thiêng, người ta tin rằng đầu năm lên được động Hương Tích, thắp nén nhang thành tâm cầu khẩn, chắc chắn mọi ước nguyện của mình đều trở thành hiện thực. Tiếng lành đồn xa chẳng thế mà mỗi năm chùa Hương đón hàng triệu Phật tử về đây chiêm bái, du xuân thưởng ngoạn phong cảnh. Chùa Hương trở thành một hành trình về với cõi Phật của Phật tử và du khách bốn phương, trở thành cảm hứng sáng tác của nhiều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng. Mùa xuân sắp đến, bạn hãy một lần đến với chùa Hương, biết đâu sau chuyến đi bạn cũng sẽ tìm thấy những cảm hứng mới, nguồn sinh khí và năng lượng mới để bắt đầu một năm với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Trên đường đi đến chùa Hương Tích, chúng tôi phải ghé đến một đoạn
để đi dùng cơm. Trước khi đến chùa Hương Tích, quý vị thấy phải cần đi cái ga cặp treo. Thì giờ đây chúng tôi phải đi lên chùa Thiên Trù trên con đường lên để có ăn trưa. Giờ này đúng là giờ trưa. Ý tưởng là ăn trên cái con đường ngang bằng đây, nhưng lại phải lên một cái ngôi chùa ở trên núi. Núi thì không cao, mà nhưng vì dường như đi dốc, mà nó dốc từ từ lên dốc cao, nên các bác cũng phải nói là hơi mệt. Cũng may mắn đi vào tháng 3 rất là tốt, quý vị mà đi ngoài Bắc là đi khoảng tháng 3, giữa tháng 3 thì mưa ít mà trời mát. Bằng không qua tháng 4, tháng 5 thì thôi trời rất là nóng. Đi chơi mà nóng thì không khác nào rất là mệt, đem cái mệt đi vào thân. Thôi xin tiếp tục kính mời quý vị cùng chúng tôi nghe những đoạn kinh của Đức Thế Tôn giảng dạy. Và đây là kinh Tăng Nhất A Hàm. Phẩm lợi dưỡng. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nhận lợi dưỡng của người thật chẳng dễ. Khiến người chẳng đến được chỗ vô vi. Vì sao thế? Nếu tỳ kheo Tu La Đà không tham lợi dưỡng thì đã không ở trong pháp mà xả ba pháp y để làm thân cư sĩ. Tỳ kheo Ta Lu Đà vốn tu hành A Lăng Nhã, đến giờ khất thực ở một nơi ngồi một chỗ hoặc ăn chín ngọ ở dưới gốc cây, ngồi ngoài trời, thích chỗ nhàn cư, mặc áo năm mạnh, hoặc giữ ba y, hoặc thích ở Gò Mã, khắc khổ thân thể, hành hạnh đầu đà này. Lúc này tỳ kheo Tô Lan Đà thường nhận sự cúng dường của quốc vương Mạn Hô, hằng ngày cung cấp món ăn trăm vị. Bấy giờ tỳ kheo kia ý nhiễm thức ăn này, dần dần bỏ hành A Lan Nhã, đến giờ khất thực ở một nơi ngồi một chỗ, ăn chín ngọ ở dưới gốc cây, ngồi ngoài trời, ở chỗ nhàn cư, mặc áo năm mảnh, hoặc giữ ba y, hoặc thích ở Gò Mã, khắc khổ thân thể. Bỏ hết những điều này, bỏ ba pháp y, vì ấy trở lại làm người bạch y. Giết trâu, sát sanh chẳng thể tính kế. Khi thân hoại mạng chung, sanh vào địa ngục. Các tỳ kheo do phương tiện này mà biết lợi dưỡng rất nặng, khiến người chẳng đắc đạo vô thượng chánh chân. Nếu chưa sanh lợi dưỡng, hãy chế ngự khiến cho chẳng sanh. Đã sanh thì tìm phương tiện khiến tiêu diệt liền. Như vậy, này các tỳ kheo, nên học điều này. Tiếp theo, phẩm hữu vô. Trên đường đi quý vị thấy có rất nhiều các loại thuốc cây rừng và trị rất là nhiều các loại bệnh, mà không phải ở đâu cũng có những loại cây như vậy. Cây rừng rất là nhiều. Các loại thuốc trị rất nhiều bệnh. Xin mời quý vị cùng chúng tôi lại tiếp tục lắng nghe về những bài pháp nhũ của Đức Phật. Kinh Tăng Nhất A Hàm, phẩm hữu vô. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có hai sự bố thí này, thế nào là hai? Đó là pháp thí và tài thí.
Này các tỳ kheo, bố thí hơn hết không gì qua pháp thí. Thế nên các tỳ kheo nên thường học pháp thí. Như vậy, này các tỳ kheo nên học điều này. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo có hai nghiệp. Thế nào là hai nghiệp? Có pháp nghiệp và tài nghiệp. Nghiệp trên hết không gì qua pháp nghiệp. Thế nên, này các tỳ kheo nên học pháp nghiệp chớ học tài nghiệp. Như thế này các tỳ kheo nên học điều này. Tiếp theo, phẩm tàm quý. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo thường nên thí pháp chớ tập thí thức ăn. Sở dĩ như thế vì ngày nay các thầy có phước báo. Nếu đệ tử ta cung kính đối với pháp thì không tham lợi dưỡng. Nếu người tham lợi dưỡng thì có lỗi lớn với Như Lai. Vì sao? Vì là chúng sanh không phân biệt pháp, phá hủy lời dạy của Thế Tôn. Đã hủy lời dạy của Thế Tôn, về sau không đến đạo Niết Bàn được. Ta bèn phải hổ thẹn. Vì sao thế? Vì đệ tử Như Lai tham đắm lợi dưỡng, chẳng hành đúng pháp, chẳng phân biệt pháp, hủy lời dạy của Thế Tôn, chẳng thuận theo chánh pháp. Đã hủy lời dạy của Thế Tôn, chẳng đến đạo Niết Bàn. Này tỳ kheo các thầy, hãy nhớ pháp thí, chớ nghĩ dục thí, liền được danh dự nghe khắp bốn phương. Cùng kính pháp, không tham tài vật thì không bị xấu hổ. Sở dĩ như thế vì ưa pháp thí, không tham nghĩ về dục thí. Đó là này tỳ kheo, hãy nhớ pháp thí, chớ quen theo tài thí. Tỳ kheo các thầy, ta thuyết nghĩa này là vì nghĩa nào mà nói duyên này? Trước mặt chúng ta thấy rất là nhiều các loại cây rừng, là những loại thuốc rất là tốt. Chúng ta thường dùng thuốc Tây thì thường thấy là trị bệnh rất lạ, nhưng ảnh hưởng lâu dài là có những phần mang thêm những cái liên hệ của các bệnh khác phát sinh. Thì nếu được thì cơ thể của ta thường tốt nhất là các loại thuốc trái cây, rau cải là tốt nhất. Và đây là bữa ăn ở trên núi chùa Hương. Và sau khi chúng tôi dùng cơm xong, lại tiếp tục đi lên chùa Hương Tích. Và đây là một cái động ngay trên cái ngôi chùa mà chúng tôi đang đến. Thì những động thạch nhũ, thường cái văn hóa mà chùa ngoài Bắc thì rất là đa thần giáo, vừa đạo Phật, vừa đạo thần, vừa đạo mẫu. Đó là truyền thống của các chùa ngoài Bắc là như thế. Nhưng dần dần thì quý Phật tử sẽ được quý thầy dạy dỗ trở lại, thì sự mê tín sẽ được sửa đổi. Nhưng cái gì là phong tục nhân gian theo thói quen thì sự sửa đổi phải nói là rất khó làm. Xin tiếp theo về kinh Tăng Nhất A Hàm, phẩm thiện tri thức. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có chúng sanh
biết báo đền. Người này đáng kính, ân nhỏ còn chẳng quên, huống là ân lớn. Cho dù người ấy rời nơi đây ngàn do tuần, trăm ngàn do tuần mà chẳng là xa, vẫn không khác gần ta. Vì sao? Tỳ kheo nên biết, ta thường khen ngợi người biết báo đền. Có các chúng sanh chẳng biết báo đền, ân lớn còn chẳng nhớ, hà huống nhỏ. Người đó chẳng gần ta, ta chẳng gần người đó. Ngay cho họ đắp tăng và lê ở sát bên ta, người này vẫn xa. Vì sao ta thường chẳng nói về người không báo đền? Thế nên các tỳ kheo hãy nghĩ báo đền, chớ học không báo đền. Như thế này các tỳ kheo nên học điều này. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu có người lười biếng, trong hạnh bất thiện, có sự bất mát đối với công việc, nếu có người có thể không lười biếng tinh tấn, người này tối diệu, có sự tăng ích ở các pháp lành. Vì sao? Bồ Tát Chi Lạc trải qua 30 kiếp, đáng lẽ làm Phật, chí chân đặng chánh giác. Ta do sức tinh tấn dũng mãnh, khiến Di Lạc ở sao. Hằng xa Như Lai chí chân đặng chánh giác, thời quá khứ đều do dũng mãnh mà được thành Phật. Do phương tiện này nên biết lười biếng là khổ, làm các hành ác có tổn hại cho việc làm. Nếu hay tinh tấn, tâm dũng mạnh mạnh, các công đức lành có tăng thêm. Thế nên này các tỳ kheo, hãy nhớ tinh tấn, chớ có lười biếng. Như thế này các tỳ kheo nên học điều này. Tiếp theo, bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba phước nghiệp này. Thế nào là ba? Bố thí là phước nghiệp, bình đẳng là phước nghiệp, tư duy là phước nghiệp. Thế nào là gọi là bố thí là phước nghiệp? Nếu có một người mở lòng bố thí cho Sa Môn và La Môn, người hết sức bần cùng, người cô độc, người không nơi nương tựa, cần ăn cho ăn, cần nước cho nước, y phục, thức ăn, giường nằm, thuốc men trị bệnh, hương hoa chỗ ở, tùy theo sự thuận tiện của thân, không có ưu tiết, đây gọi là phước nghiệp bố thí. Quý vị đang bước vào cái cổng để đi vào tháp treo, và đây là tháp treo để lên ngôi chùa Hương Tích. Kính mời quý vị cùng chúng tôi đi cáp treo để lên ngôi chùa Hương Tích. Giờ này là vắng, ngay tháng 3 mùa này, ngay tháng 3 theo lẽ giờ này là giờ rất là đông khách thập phương về, nhưng năm nay lại khá vắng. Chúng tôi đã đi nơi đây vào năm 2015, cũng vào ngày này, tháng này, thì những nơi này rất là đông, phải xếp hàng đông người như vậy, đông người không có chỗ đứng. Mà nay chúng tôi đi vào những cái đường rảnh này rất là lẹ làng, tự do, thì cũng là may mắn cho chúng tôi đi về Bắc vào mùa này tháng 3 2018 lại không đông người,
như là năm 2015 cũng vào tháng 3 rất là đông. Đi nơi chỗ nào thì cũng rất là đông, vì đó là trong khoảng vừa ra Tết thì quý vị thập phương ba tánh đi hành hương rất đông. Và chúng tôi phải đi cáp treo để lên tới đỉnh chùa Hương Tích. Xin tiếp tục lắng nghe về kinh của Đức Thế Tôn dạy. Thế nào gọi là bình đẳng là phước nghiệp? Nếu có một người không giết hại, không trộm cắp, hằng biết hổ thẹn, không giấy tư tưởng ác, cũng không trộm cắp, thịt bố thí cho người, không tâm tham lấn, nói năng hòa nhã, không tổn thương tâm người, cũng không dâm dục với vợ hay chồng người khác, tự tu phạm hạnh, tự đủ với sắc vợ hay chồng mình, cũng không vọng ngữ, hằng nghĩ chí thành, không lời hư dối. Người ấy được người đời kính nể, không có thêm bớt, cũng không uống rượu, hằng biết tránh loạn động, lại đem tâm từ rải khắp một phương, hai phương, ba phương, bốn phương. Cũng thế, tám hướng trên dưới đầy khắp, trong đó không hạn, không lượng, không thể giới hạn, không thể tính kế. Dùng tâm từ này che khắp tất cả khiến được an ổn, lại đem tâm bi, hỷ, xả trải khắp một phương, hai phương, ba phương, bốn phương. Cũng vậy, tám hướng trên dưới đều tràn đầy trong đó không hạn, không lượng, chẳng thể tính kế. Dùng tâm bi, hỷ, xả rải đầy trong đó. Đó gọi là bình đẳng là phước nghiệp. Thế nào gọi là tư duy là phước nghiệp? Ở đây tỳ kheo tu hành niệm giác ý, ý vô dục, ý vô quán, ý diệt tận, ý xuất yếu. Tu giác ý, tu niệm giác ý, tu ý giác ý, tu định giác ý, tu xả giác ý, ý vô dục, ý vô quán, ý diệt tận, ý xuất yếu. Đó gọi là tư duy là phước nghiệp. Như thế, tỳ kheo có ba phước nghiệp này. Sau khi qua đoạn đường mà cáp treo thì chúng tôi lại tiếp tục đi con khoảng đường dài để đến ngôi chùa Hương Trù. Xin tiếp theo về kinh Tăng Nhất A Hàm. Phẩm Bát Nàng. Phật bảo A Na Luật: lành thai A Na Luật, điều thầy suy nghĩ chính là điều suy nghĩ của bậc đại nhân, ít muốn, biết đủ, ở chỗ vắng, thành tựu giới, thành tựu chánh định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu đa văn. A Na Luật: nay thầy nên khởi ý này, suy nghĩ về tám điều tâm niệm của bậc đại nhân. Thế nào là tám? Pháp này là việc làm của người tinh tấn, không phải việc làm của người giải đại. Vì sao? Bồ Tát Di Lặc đáng lẽ trong 30 kiếp sẽ thành đạo vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Nhưng ta do sức tinh tấn mà thành Phật trước hơn. A Na Luật biết đó. Các Đức Phật Thế Tôn đồng một bậc, đồng nhau về giới luật, giải thoát trí tuệ không khác.
cũng lại đồng nhau về không. Vô tướng, vô nguyện, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân, nhìn không chán, không thể thấy đảnh, thấy điều không khác, chỉ có tinh tấn không đồng. Đối với chư Phật Thế Tôn, thời quá khứ và tương lai, người tinh tấn hơn hết là ta. Cho nên, này Anan Luật, điều tâm niệm thứ 8 của Bậc Đại Nhân này là tối thượng, là tôn quý, không có thí dụ nào sánh kịp. Cũng như do sữa có lạc, do lạc có tô, do tô có đề hồ, nhưng trong đó đề hồ là hơn hết, không thể so sánh. Đây cũng thế, ý niệm tinh tấn đối với trong 8 điều tâm niệm của Bậc Đại Nhân là tối thượng, Phật không thể so sánh. Cho nên A Na Luật nên vâng theo 8 điều tâm niệm của Bậc Đại Nhân, cũng nên vì 4 bộ chúng phân biệt nghĩa ấy. Nếu 8 điều tâm niệm của Bậc Đại Nhân được lưu truyền tại thế gian thì khiến đệ tử ta đều được thành tựu quả Tu Đa Hoàn, Tu Đa Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Vì sao? Pháp ta là điều được làm của người thiểu dục, không phải là điều được làm của người đa dục. Pháp ta là điều được làm của người tri túc, không phải là điều được làm của người không biết đủ. Pháp ta là điều được làm của người ở chỗ vắng, không phải là điều được làm của người ở trong chúng. Pháp ta là điều được làm của người trì giới, không phải là điều được làm của người phạm giới. Pháp ta là đều muốn đến đây. Và hương tích tức là dấu tích và hương thơm của nhà Phật còn lưu truyền lại tại mảnh đất này. Theo phật tích của nhà Phật của động hương tích lưu truyền thì từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, trong đạo không dùng cái đó. Có ở nước Hưng Lâm ở phương Bắc có một vị vua, đó là vua Diệu Trang Vương và hoàng hậu. Nhưng do ở cái kiếp trước của họ, họ gặp những một số cái điều mà người ta chưa được ưng ý, nên kiếp này họ chỉ sinh ra được 3 người con gái mà thôi, chứ không có con trai. 2 người con gái đầu là công chúa Diệu Thanh và công chúa Diệu Hiền lớn lên thì muốn đã lấy chồng rồi, nhưng mà chọn những cái phò mã mà họ chưa được tốt. Chính vì vậy mà vua cha rất buồn phiền. Và vua Diệu Trang Vương muốn là có cái hoàng tử, à một phò mã phải làm sao ạ? Hội tụ đầy đủ yếu tố để sau này ông nhường ngôi lại cho. Thì lúc này công chúa Diệu Thiện là công chúa Út đã đến tuổi cập kê rồi. Vua Diệu Trang Vương bắt phải đi lấy chồng. Nhưng mà từ nhỏ bà đã thích đi tu theo truyền phái là Phật giáo, chứ bà không có thích là lấy chồng hay là sinh con. Họ bà là thường xuyên ở trong chùa nhiều hơn ở trong cung cấm của mình. Vì vậy mà vua cha đã bắt phải về bằng cách là gì ạ? Cho đuổi sư đi và cho đốt chùa để bắt diệt đi cái ý chí mà muốn cầm ý muốn đi tu để về lấy chồng. Đó. Thế là trong cái buổi lúc mà cái ngôi chùa bị đốt này thì bỗng nhiên rằng có một thần rừng Hương Sơn, là cái khu vực rừng Hương Sơn này, đã hóa thân thành một ông hổ lao vào giữa vòng vây, cõng bà Chu Ba thoát khỏi cái vòng vây của lửa để chạy về núi rừng Hương Sơn tu hành. Và bà đang nghỉ chân dừng lại tại một ngôi chùa ở giữa đường lúc nãy mà Ga Cáp Treo mình có đi qua, là chùa Giải Oan. Tại đây bà đã tắm rửa gột bỏ bụi trần trong một cái hốc hang đá. Trong cái hang này có một cái hang nước, thì bà đã tắm rửa gột bỏ bụi trần tại đây. Sau này người ta đã lấy cái hang đó, người ta gọi cái ngôi chùa này là chùa Giải Oan, tức là gì? Gột bỏ đi tất cả những tham sân si của bụi trần để cho một cái tâm và một cái thân thật trong sáng để đi vào tu hành một cách tĩnh tâm nhất. Đó, chùa lại Giải Oan là như vậy. Thì bà vào trong này tu hành trong vòng 9 năm thì đắc đạo thành Phật. Trong quá trình thời gian 9 năm này, bà rất nhiều lần được Phật Thích Ca Mâu Ni hiện thân và hóa thân thành nhiều những Phật sắc như là chủ trì cái Nè chú, chụp cho tôi tấm coi. Khi gần đắc đạo bà đã được Phật Thích Ca Mâu Ni
đưa linh hồn của mình xuống trải qua 9 tầng địa phủ và 10 tầng thiên vương để xem rằng cái kiếp trước cái luật nhân quả của nhà Phật nó ứng nghiệm như thế nào, kiếp trước con người làm những cái gì thì kiếp này ra làm sao đó. Và khi mà bà tu hành gần đã đạo như vậy thì ở bên nước Hưng Lâm của mình, vua cha Diệu Trang Vương bị mắc một căn bệnh ngày nay người ta gọi là bệnh hủi, bao nhiêu thầy thuốc trong nước chữa đều không có khỏi. Thì lúc này Phật Thích Ca Mâu Ni hiện thân thành một người đi tu đến xem bệnh và nói rằng là ở bên rừng Hương Sơn này sẽ tìm được thầy bổ thuốc. Vua cha Diệu Trang Vương liền cho quân lính của mình sang đến đây để tìm nơi có thầy thuốc thuốc này, và vào đây gặp một cô gái đang ở trong cùng đang tu hành. Sau khi nghe kể chuyện, bà đã biết ngay đấy là vua cha của mình, là người cha thân sinh của mình. Sau đau xót trước cái cảnh như vậy, bà đã tự cắt một cánh tay, một bàn tay và khoét một mắt để làm thuốc chữa bệnh cho cha. Chữa được bệnh cho cha rồi thì lại đến lượt hoàng hậu là người mẹ của bà lại mắc căn bệnh đó. Và lại một lần nữa, những người lính lại từ bên nước Hương Lâm xa xôi sang đây tìm bà để tìm thuốc. Và lại một lần nữa, một mắt và một cánh tay của bà lại ra đi để làm thuốc chữa bệnh cho mẹ. Sau khi cả vua cha và vua mẹ khỏi bệnh, hai ông bà liền rời bỏ cung cấm của mình, lần đường sang tận đây để tìm những người thầy thuốc mà tạ ơn. Và ngay tại trong cái gian cuối cùng, sâu thẳm trong hang động hương tích này, hai ông bà đã tìm thấy khi xin vào gặp cái người thầy thuốc sau một bức rèm. Và khi người mẹ là người hoàng hậu vén cái bức rèm lên thì thấy rằng trong đó có một người con gái đang ngồi tay xếp bằng, nhưng hai tay đều băng bó sơ sài và dỉ máu, và hai hốc mắt đều không còn đôi mắt nữa. Và từ một cái vết son ở trên cánh tay trái, bà đã nhận ra đây chính là người con gái út, người con gái thứ ba của mình đã thất lạc nhiều năm. Họ nhận ra nhau, mừng mừng tủi tủi giữa cái chốn xa lạ này. Và từ đó, dưới sự chỉ dạy và cái sự giác ngộ của công chúa Diệu Thiện, công chúa Ba, thì vua cha và vua mẹ đã quay trở về Hưng Lâm, nhường lại ngôi cho một trong hai hoàng tử, rồi cùng với hai người con gái nữa lớn của mình, công chúa Diệu Thanh và công chúa Diệu Hiền, đều sang bên này tu hành và trở thành đại gia đình đã tu hành đắc đạo. Mà động Tiên Sơn có thờ đầy đủ và duy nhất tại Hương Sơn này thờ 5 người mà Tuấn đã chỉ cho nhà mình xem bằng đá bạch thạch. Còn lại trong này, sau khi tu hành đắc đạo thành Phật thì thấy rằng là gì ạ, cái nỗi đau đớn của bà ở theo Phật giáo truyền thống hay Phật giáo nguyên thủy ở Ấn Độ thì Phật Quan Âm là một người nam, nhưng sang đến Trung Quốc và sang đến Việt Nam thì theo cái chế độ tín ngưỡng là thờ mẫu của Việt Nam, là theo chế độ mẫu hệ, thì Quan Âm đã chuyển hóa thành một người phụ nữ, giống như cái tình yêu thương và sự bao dung chở che của người mẹ cũng là lý do này. Và khi mà tu hành đắc đạo tại đây á, thì bà thấy rằng là đời còn quá nhiều người bề khổ, những người đến đây cầu xin bà còn quá nhiều, họ luôn luôn cầu xin gì sự no ấm đầy đủ hay cuộc sống còn nhiều cái khó khăn, thì thấy rằng là gì, bố mẹ của mình cũng là những người khổ, và một đôi mắt và một đôi cánh tay của mình chỉ chữa được cho một người mà thôi, trong khi đó thế gian còn quá nhiều người khổ. Vì vậy bà mong muốn rằng là sẽ được phổ độ chúng sinh cho nhiều người hơn nữa. Chính vì vậy mà Phật hiệu của bà khi đắc đạo, người ta đã đặt Phật hiệu của bà, Phật Thích Ca Mâu Ni đã tặng bà cái Phật hiệu đó là gì ạ? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày nay người Việt hay niệm là Quan Thế Âm Bồ Tát là sai, phải là Quán Thế Âm Bồ Tát, bao trùm bao quát phổ độ chúng sinh, Quán Thế Âm Bồ Tát. Và với mong muốn được chữa được cho nhiều người hơn, với mong muốn được phổ độ và cứu giúp nhiều người hơn, thì từ một cánh tay và một cái mắt này đã sản sinh ra hàng nghìn cánh tay, nghìn cái mắt, trở thành Phật Bà Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay. Lý do là như này, với mong muốn chữa được cho nhiều người hơn. Và thì đó cũng là cái Phật tích về Đức Phật Chủ của động hương tích này. Hương tích chính là dấu thơm hương thơm của nhà Phật đã tu hành đắc đạo tại đây mà tạo nên. Đó là, thì chút nữa nhà mình vào trong cùng sẽ có một bức tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát tạc từ thế kỷ thứ 18 vẫn còn lưu truyền tại đây. Mặc dù bức tượng này nhỏ thôi, nhưng một tay, một chân là duỗi thẳng xuống, một chân co lên, đều đạp trên một tòa sen và đạp trên một cái cánh sen. Một tay đặt một viên ngọc Minh Châu và mắt nhìn đầu đội mũ triền và nhìn xuống đời với ánh mắt rất là đau đớn thương dân. Đó, thì đó là ý nghĩa nhất ở chỗ này. Còn thưa quý vị rằng là Tuấn cứ nói rằng cái hang động này cũng là một cái hang động do thiên nhiên tạo nên từ cách đây hơn 700 triệu năm. Và theo thuyết phong thủy thì hang động này giống như miệng một con rồng lớn, nó đang há ra. Cái bậc thang hơn 140 bậc nhà mình vừa đi đây giống như lưỡi của con rồng đang uốn lượn. Còn ở phía sau lưng trước mặt mình, sau lưng Tuấn, cái hòn núi to nhất đây ạ, đây được coi là viên ngọc, giống như cái thuyết phong thủy nó là một con rồng đang vờn một viên minh châu. Nhưng nhà mình có thể nhìn dáng của cái viên ngọc đấy. Om Mani Padme Hum.
Padme Hum. Om Mani 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 Padme Hum. Và trước mặt chúng tôi đây gọi là động hương tích. Hương tích là một động đẹp trong trọng tâm của khu du lịch quốc gia Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội, Việt Nam. Động hương tích cách Hà Nội gần 70 km về phía tây nam. Trong động như là con rồng chúa đang há miệng vờn ngọc. Tháng 3 năm Canh Dần 1770, chúa Trịnh Sâm từng tham quan động và đặt tên cho động là Nam Thiên Đệ Nhất Động, tức động đẹp nhất trời Nam. Trong động có pho tượng Phật Bà Quan Âm làm bằng đá xanh tạc thời Tây Sơn và hàng vạn nhũ đá nhấp nhô với biết bao hình thù kỳ lạ. Đường lên động, động còn có đường lên trời và lối xuống âm phủ. Đường lên trời là một sườn đá dốc, càng leo càng cao. Lối xuống âm phủ là một cái khe đưa xuống hang sâu dưới đất. Động hương tích như một cái hàm rồng rộng lớn, thênh thang. Bên dưới, bên trên, bên phải, bên trái cân đối nhau chằng chịt. Hòn thạch nhũ có tên là Đụng Gạo, nằm ở chính giữa gần lối cửa vào, giống như lưỡi trong miệng rồng, sâu vào trong cổ họng rồng. Trong lòng động, nhũ đá trên trần và cả nhũ đá mọc lên từ sàn động đều rất giống với sự vật hiện thực. Tưởng như người xưa đã đem những thứ ấy vào đây để thưởng ngoạn và cất giữ cho muôn đời con cháu. Động hương tích là đích đến cuối cùng sau thời gian khá dài leo núi. Người hành hương đặt chân vào động như lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh. Động gắn liền với rất nhiều bài thơ nổi tiếng. Đường vào hương tích lượn quanh, nước non gấm dệt màu xanh phủ màn. Người niệm Phật, khách tham quan, suối thanh tịnh rửa nhẹ nhàng trần duyên. Động hương tích đã trở thành nơi thờ Phật lớn nhất của di tích chùa Hương. Nói đến trễ hội chùa Hương tức là nói đến chùa trong động này. Chùa có nhiều tượng quý, đặc biệt là tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá xanh tạc vào thời Tây Sơn Cảnh Thịnh năm thứ hai 1973. Tượng do viên quan võ tên là Nguyễn Quy Nhật cúng tiến. Vào mùa hội tháng Giêng, tháng 2 hàng năm, động hương tích xanh màn khói hương tỏa ra và rì rào những âm thanh hỗn hợp trầm trầm của khách hành hương. Sau khi chúng tôi tham quan động hương tích và đường lối này, chúng tôi phải đi ra cáp treo, và trên đường về cũng rất là nhiều hàng quán buôn bán những đồ kỷ niệm lưu lại cho những người khách du lịch. Mà quý vị thấy đông người bán cũng chẳng có ai mua nhiều. Xin tiếp theo về kinh của Đức Phật. Nếu tám điều tâm niệm của đại nhân được lưu truyền tại thế gian thì khiến đệ tử ta đều được thành tựu quả Tu Đa Hoàng, Tu Đa Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Vì sao? 1.
phát ta là điều được làm của người thiểu dục, không phải là điều được làm của người đa dục. 2. Pháp ta là điều được làm của người tri túc, không phải điều được làm của người không biết đủ. 3. Pháp ta là điều được làm của người ở chỗ vắng, không phải là điều được làm của người ở trong chúng. 4. Pháp ta là điều được làm của người trì giới, không phải là điều được làm của người phạm giới. 5. Pháp ta là điều được làm của người định, không phải là điều được làm của người loạn. 6. Pháp ta là điều được làm của người trí, không phải là điều được làm của người ngu. 7. Pháp ta là điều được làm của người tinh tấn, không phải là điều được làm của người giải đại. Thế nên, Anan luật, 4 bộ chúng nên tìm cách thực hành 8 điều tâm niệm của bậc đại nhân này. Như thế, Anan luật nên học điều này. Tiếp theo, một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ trưởng giả A Na Bân Đề đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên. Lúc ấy Thế Tôn bảo trưởng giả: trong nhà trưởng giả bố thí rộng lớn phải chăng? Trưởng giả bạch Phật: bố thí cho nhà nghèo ngày đêm không ngừng, tại bốn cửa thành và trong chợ lớn. Trong nhà, nơi đường đi, Phật và tỳ kheo tăng, đó là 8 chỗ bố thí. Như thế bạch Thế Tôn, người đời cần gì? Cần y phục cho y phục, cần thức ăn cho thức ăn, tròn không vi phạm đến trân bảo nhà nước. Y phục mền niệm, thức ăn uống giường nằm, thuốc men trị bệnh, trị gã thảy đều cấp thí cho. Cũng cho chư thiên đến chỗ con ở trên hư không bảo rằng: nên phân biệt tôn ti, người này trì giới, người này phạm giới, cho người này được phước, cho người này không được báo đền. Xong, tâm con không có bị thử, không khởi tâm tăng giảm, lòng từ bình đẳng khắp tất cả chúng sanh. Hơn nữa, chúng sanh nương mạng căn mà thân hình tồn tại, có ăn mới sống, không ăn thì mạng căn không giúp. Bố thí cho tất cả chúng sanh, quả báo ấy vô lượng, thọ quả báo ấy không có tăng giảm. Phật bảo trưởng giả: lành thai, lành thai. Trưởng giả: bố thí bình đẳng, phước tôn quý nhất. Xong, tâm của chúng sanh lại có hơn kém. Như bố thí cho người trí giới hơn bố thí cho người phạm giới. Lúc ấy trên hư không chư thiên thần khen ngợi vô lượng, liền nói kệ này: Phật nói chọn thí hơn, chúng sanh, chúng ngu có tăng giảm. Muốn được ruộng phước tốt, ai hơn chúng của Phật? Nay lời Thế Tôn nói rất là thích thai. Bố thí cho người trì giới hơn người phạm giới. Bây giờ Thế Tôn bảo trưởng giả A Nan Bần Đề: nay ta sẽ nói với ông về chúng hiền thánh. Hãy khéo suy nghĩ, ghi nhớ, như giữ trong tâm. Hoặc bố thí ít được phước nhiều, hoặc bố thí nhiều được phước nhiều. Trưởng giả A Na Bân Đề bạch Phật: cúi xin Thế Tôn diễn bài nghĩa ấy. Thế nào là thí ít
được phước nhiều, thế nào là thí nhiều cũng được phước nhiều. Phật bảo trưởng giả A Nan Bấn Đề, các vị hướng A La Hán đắc A La Hán, hướng A Na Hàm đắc A Na Hàm, hướng Tu Đa Hàm đắc A Na Hàm, hướng Tu Đa Hoàng đắc Tu Đa Hoàng, trưởng giả đó gọi là chúng hiền thánh. Bổ thí ít được phước nhiều, bổ thí nhiều được phước nhiều hơn. Bây giờ Thế Tôn nói kệ: người thành tựu tứ hướng, thành tựu tứ quả thật, đây là chúng hiền thánh, bổ thí được phước rộng. Các đức Phật, Thế Tôn ở đời quá khứ lâu xa cũng có chúng hiền thánh này, như ta ngày nay không khác. Giả sử đời vị lai các đức Phật Thế Tôn xuất hiện nơi đời cũng có chúng hiền thánh như thế này. Cho nên, này trưởng giả, hãy có tâm quan hỷ, vui mừng cúng dường thánh chúng. Lúc ấy đức Phật vì trưởng giả nói pháp vi diệu để an lập địa vị bất thối chuyển. Trưởng giả nghe pháp xong vui mừng vô lượng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy cúi đầu lễ chân Phật, đi nhiều ba vòng rồi lui ra. Bây giờ trưởng giả A Nan Bấn Đề nghe Phật dạy xong vui vẻ vâng làm. Tiếp theo, phẩm Bát Nạn. Một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân dùng tài vật bố thí thì sẽ được 8 công đức. Thế nào là 8? 1 là tùy thời bố thí, không phải là phi thời. 2 là thanh khiết bố thí, không phải là quế trượt. 3 từ tay đưa cho, không nhờ người khác. 4 tự nguyện bố thí, không có tâm kiêu tứ. 5 là giải thoát mà bố thí, không có hy vọng báo đáp. 6 là bố thí cầu diệt độ, không cầu sanh thiên. 7 là bố thí tìm ruộng tốt, không bố thí đất hoang. 8 là đem công đức này bố thí cho chúng sanh, không từ vị mình. Cho nên các tỳ kheo, người muốn tìm quả báo kia nên làm 8 việc này, phước báo ấy vô lượng không thể tính kể, được báo cam lồ, dần dần đến diệt độ. Như thế này các tỳ kheo nên học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong vui vẻ vâng làm. Trên con đường đi về thì bên hai đường đều có những cây quán bán buôn rất là đông, mà nhân nhìn thật thấy thương. Suốt ngày như thế không biết bán bao nhiêu, bán từ củ khoai rất là ngon. Nhưng vì chúng tôi đã đi ăn xong rồi nên cũng nhìn thấy thôi chứ không có mua nhiều. Và vì cái lộ trình đi rất dài về tới tận Sài Gòn xuống miền Tây, nên mỗi nơi chúng tôi mua một chút. Đặc biệt là mua những cái bột sắn dây rất tốt ở ngoài Hà Nội này. Sư
Tiếp theo về kinh Tăng Nhất A Hàm phẩm Bát Nạn. Một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, phường Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nay ta sẽ nói về pháp Bát Quan Trai Hiền Thánh. Các thầy khéo suy nghĩ, ghi nhớ, tùy hỷ vân làm. Bây giờ các tỳ kheo nghe lời Phật dạy. Thế Tôn bảo, thế nào gọi là pháp Bát Quan Trai? Một là không sát sanh, hai là không trộm cắp, ba là không tà dâm, bốn là không vọng ngữ, năm là không uống rượu, sáu là không ăn phi thời, bảy là không nằm giường cao rộng, tám là xa lìa hát sướng, hương hoa, thoa thân. Này tỳ kheo, đó là pháp Bát Quan Trai Hiện Thánh. Khi ấy, Ubali bạch Phật: Làm thế nào tu hành pháp Bát Quan Trai? Đức Phật bảo: Ở đây này Ubali, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vào ngày mùng 8, 14 rằm, đến chỗ các sa môn hoặc tỳ kheo trưởng lão, từ xưng tên từ sáng đến chiều như A-la-hán, giữ tâm không thay đổi, không lay động, không dùng dao gậy với quần xanh, lòng từ khắp tất cả. Nay ta thọ trai pháp, không phạm một điều, không khởi tâm sát, tà theo lời dạy của bậc chân nhân, không trộm, không dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không ăn phi thời, không nằm giường cao rộng, không tập hát sướng, đánh đàn, hoa hương xoa thân. Nếu người có trí tuệ nên nói như thế, nếu người không trí tuệ nên dạy họ như thế. Lại tỳ kheo kia nên chỉ dạy cặn kẽ, đừng để mất, cũng chớ vượt thứ lớp. Lại nên dạy họ phát thệ nguyện. Ubali bạch Phật: Nên phát nguyện thế nào? Phật bảo: Người kia phát nguyện rằng: Này con, do pháp Bát Quan Trai này không rơi vào địa ngục, súc sanh cũng không rơi vào chỗ bát nạn, không ở biên địa, không rơi chỗ hung ác, không theo ác trí thức, thờ phụng cha mẹ, chuyên chánh, không tập tà kiến, sanh vào trung tâm của quốc gia, nghe pháp lành này, phân biệt suy nghĩ, thành tựu từng pháp, đem công đức giữ gìn trai pháp này, nhiếp thủ điều lành cho tất cả chúng sanh, đem công đức này bố thí người ấy, khiến thành đạo vô thượng chánh chơn, đem phúc báo thệ nguyện này xa nhân thế không lo lắng. Cái này mình lọ dữ rồi, chẳng lọ dữ rồi. Nơi trần an thank you.
chẳng cha chơi rồi con suốt cuộc đời. Từng bước chân con rồi con khôn lớn cha cũng ra đi. Từng lời cha nói như còn đâu đây. Cha ơi con đã nên người, phương xa cha có mỉm cười, ân tình cho con nhớ muôn đời. Suốt đời con cầu xin trời ban phước để mẹ luôn được yên lành hạnh phúc. Con còn ước mong gì từ ngày mẹ xa con thấy lòng mình bơ vơ. Đêm về thăm mơ con thấy mình luôn bên mẹ. Mẹ ơi thấu hiểu cha. Tìm thấy mẹ hiền, nhìn từng hạt mưa rơi con thấy lòng mình chưa bên khổ đau vô bờ. Phàm là người dưỡng nợ trần ngay chỉ muốn ngàn năm nghiệp hoang đã gieo giờ đây ta thoát. Bao ca dài luôn giao sang cùng đinh đều có nghiệp duyên tùy gió căn phần mà gan thấy niềm đau do đơn kiếp gây nên phải đau thương thì ngàn trái làm cho đi thân ta nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biết là cô ghé không, tại vì chương trình là một ghé này. Anh chỗ này đâu có một người thì con. Đây là một của dân thôi thì dân, phải. Dân. Tại vì những năm trước như năm 4 là khi mà tập phát mình đây đóng bốt, đóng đồn ở đây làng cái này. Người ta đuổi xua dân chạy hết, một con dân lúc chạy loạn. Tất cả dân là phải dính cư vào trong núi này rồi đấy. Lúc đó thì các cụ cũng người thì là do bệnh tật này, rồi thì người chết trẻ này, yêu ăn thiếu uống này. Rồi thì do là giặc giã nó bắn cái gì, bắn cái chiều này. Chạy chết nhiều, chứ chạy thì không dám cho đường ăn đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.